9 tháng qua mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần nỗ lực cao nhất cùng điều hành chỉ đạo thống nhất từ tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo đó, điện thương phẩm 9 tháng năm 2023 của EVN NPC là hơn 66 tỷ kWh, tăng gần 3,1% so với cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 74% kế hoạch EVN giao trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm hơn 61%, giảm 0,84% so với cùng kỳ. Thành phần quản lý tiêu dùng chiếm gần 31,5%, tăng gần 9,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng 9 tháng năm 2023 của EVN -NPC đạt gần 4%, giảm 0,14% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng trong 9 tháng năm 2023, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ theo phương thức điện tử của EVN NPC đạt gần 99,8%. Về đầu tư trong 9 tháng năm 2023, tổng công ty đã khởi công 32 trên 36 dự án, đóng điện 30 trên 46 dự án. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2023, lãnh đạo ngành điện miền Bắc yêu cầu các đơn vị tập trung cho những nhiệm vụ cơ bản, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, tập trung hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng, đảm bảo về trước kế hoạch 5 năm, thực hiện tốt công tác giải ngân quyết toán các dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo công tác cân đối tài chính năm 2023, đảm bảo phương án cấp điện, công tác điều tiết phụ tải, các giải pháp dự phòng về tình hình cung cấp điện năm 2024.